lúc này trên AMC TV. Hãy cùng đón chờ một bộ phim hài không thể bỏ qua. Vui nhộn. Em đi nghèo, cơm cho nước lèo mà em không lấy tiền người nghèo. Và cực kỳ bá đạo. Con ngồi xuống đây làm chung với tôi. Con trai mình ở nước ngoài gửi tiền về, mình không có thời gian để mà xài. Hơi đâu mà làm ba cái thứ này. Với sự xuất hiện của các diễn viên Trung Dân, Ngọc Lan, Kim Nhã, Phương Anh Đào, Quốc Trường, Khả Như. Đón xem Thế Là Tết phát sóng lúc 19 giờ kể từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 chỉ có trên AMC TV.